Hít một hơi đầy hai lá phổi là lên đường nhập vào trục chuyển động của đất trời. Hít vào nhập trí, thở ra xuất tâm, qua cửa thủy để thấy vũ trụ lanh trao vô hình tướng, vào hỏa môn để thấy nghiệp chướng bỏng rát chân mày. Kim mộc thủy hỏa thổ vận hành cho có đất trời vũ trụ hôm nay. Nhưng vũ trụ kia là giả tạm hay không giả tạm? Tâm nhất quán thì qua ngũ hành, để vũ trụ và nhân sinh nhập một, không còn phân cõi chia hai. Không khí nào là của hư không, không khí nào là của trời đông, không khí đó của anh của chị, không khí nào của ai chờ mong, không khí nào lang thang đi luôn, không khí nào cùng mây lên nguồn, không khí đó theo mưa xuống biển, không khí nào còn đó buồn thênh. Lũ chúng ta thuộc về hư không, lũ chúng ta dành phần riêng tư, và cứ thế chất đầy tư tưởng, biết bao giờ lòng ta bình yên. Lũ chúng ta còn gì trong mơ, lũ chúng ta còn có trong lòng, ta trở lại đại đồng vũ trụ, ta thuộc về vũ trụ mênh mông. Ta một phần của cả mênh mông, ta một phần của tây của đông, vũ trụ đó chỉ là giả tạm, đừng bao giờ ta hỏi có không. Không khí nào lang thang đi luôn, không khí nào cùng mây lên nguồn, không khí đó theo mưa xuống biển, không khí nào còn đó buồn tênh. Lũ chúng ta thuộc về hư không, lũ chúng ta dành phần riêng tư, và cứ thế chất đầy tư tưởng, biết bao giờ lòng ta bình yên. Lũ chúng ta còn gì trong mơ, lũ chúng ta còn có trong lòng, ta trở lại đại đồng vũ trụ, ta thuộc về vũ trụ mênh mông. Một phần của cả mênh mông, ta một phần của tây của đông, vũ trụ đó
chỉ là giả tạm. Đừng bao giờ ta hỏi có không. Đừng bao giờ ta hỏi có không. Đừng bao giờ ta hỏi có không.